sáu cách giảm cân hiệu quả cho dân văn phòng. Dân văn phòng có thể giảm cân nhanh chóng nếu ghi nhớ các bước đơn giản dưới đây. Ngồi thẳng lưng khi làm việc. Có lẽ ít ai có thể ngờ rằng tư thế ngồi sai khi làm việc cũng là một trong các tác nhân gây ra mỡ bụng cho cơ thể. Bạn có biết, việc ngồi thẳng lưng, hóp bụng sẽ khiến cố định phần bụng cũng là một cách giúp giảm mỡ bụng hiệu quả. Chưa kể, với tư thế này, chúng ta còn có thể giảm thiểu được đáng kể nguy cơ chấn thương cột sống do tư thế ngồi sai gây ra. Hạn chế ăn vặt rất nhiều người khi ngồi làm việc thường bị buồn mồm và có thói quen đi tìm đồ ăn vặt để ăn. Đây là một thói quen cực kỳ xấu bởi bản thân cơ thể đã khó tiêu hao năng lượng khi không được vận động nhiều. Nay lại được nạp thêm đồ ăn vặt thì lại càng dễ tích mỡ bụng hơn. Nếu bạn thấy khó bỏ thói quen ăn vặt, hãy cố gắng chọn những loại đồ ăn vặt tốt cho cơ thể như hoa quả, các loại hạt, ngũ cốc bởi chúng vừa giúp bạn có thêm năng lượng để tập trung năng lượng làm việc, vừa thân thiện với cơ thể bạn nữa đó. Uống nước trước khi ăn, trước khi ăn trưa hãy uống thật nhiều nước nước giúp tạo cảm giác no giả bữa trưa bạn sẽ ăn ít hơn giảm lượng tinh bột và chất béo giúp bạn giảm cân giảm mỡ bụng hiệu quả hơn ngoài ra cung cấp nước còn giúp quá trình trao đổi chất của bạn diễn ra mạnh mẽ hơn phân giải độc tố và giúp hệ tiêu hóa làm việc tốt hơn uống nước trước khi ăn thật sự là một cách tốt giúp dân văn phòng giảm cân giảm mỡ bụng hiệu quả tập trung khi ăn khi ăn bạn cần tập trung nhai kỹ và nuốt quá trình này sẽ giúp cho các thức ăn được tiêu hóa nhanh hơn và chuyển thành năng lượng để bạn tiếp tục làm việc nếu bạn vừa ăn và vừa làm việc khác sẽ khiến cho cơ thể quên đi cảm giác no khiến bạn nạp nhiều năng lượng hơn mức cơ thể cần đó cũng là một nguyên nhân gây nên mỡ tại vùng bụng ăn chất béo có ích khoa học đã chứng minh đường mới là thủ phạm gây ra mỡ thừa không phải chất béo Điều quan trọng là bạn cần bổ sung các chất béo có lợi như omega 3 trong cá hồi, bơ và quả óc chó sẽ cung cấp dinh dưỡng đầy đủ giúp khiến cơ thể tràn đầy năng lượng, thở chậm rãi. Đây là một phương pháp rất đơn giản ai cũng có thể áp dụng ngay cả khi đang làm việc. Hầu hết mọi người có xu hướng nín thở hoặc thở nông, gấp gáp khi công việc dồn dập. Thế nên, bất cứ khi nào bạn thấy căng thẳng, hãy để ý điều hòa nhịp thở của mình. Tập trung thở chậm khiến cơ bụng được thư giãn, vận động mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc đối với vòng eo bánh mì của bạn